Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Điền phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân huyện vừa tổ chức trao 200 phần quà cho đoàn viên hội viên và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng bao gồm gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu và rau củ quả các loại từ nhiều nguồn vận động. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tích cực phối hợp với các hội đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hội viên và nhân dân bên cạnh đó cùng chung tay giải cứu hàng trăm tấn nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn